Và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi á, là một vị Bồ Tát lớn và được nhắc nhiều nhất trong các kinh. Bởi vì sao? Bởi vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ. Và người có trí tuệ cho nên mới có thể giải đáp được những câu hỏi, những thắc mắc của chúng sanh. Có phải không? Ví dụ như giờ con mình nó thắc mắc cái gì đó mà mình biết thì mình nhất định mình sẽ nói cho con mình nghe. Và thậm chí khi mình thấy cái điều đó sai thì mình lập tức mình nói, chứ chưa cần phải đợi con mình hỏi. Người có trí thì nhận biết tất cả và giải quyết tất cả trong êm thấm. Và như vậy thì trong cái trí này á, nó cũng phải có sự đầm thấm. Tại có nhiều người họ lanh lắm nhưng mà không đủ định tĩnh thì sao? Thì thấy là nói, mà nói cái nó không đúng chỗ, không đúng người, không đúng lúc, cái thành ra nó sai. Cho nên trí là cái hiểu biết, nhưng mà cái nó cần phải cái sự định tĩnh là gì? Là sự tu tập. Cho nên mình học pháp á, là để mình mở trí, nhưng mà cũng không thể thiếu ngồi thiền, không thể thiếu tụng kinh, không thể thiếu niệm Phật. Tại vì mình khi mình hiểu Phật pháp rồi á, có khi mình nghĩ mình biết, cho nên cái gì mình cũng nói. Nhưng mà mình biết rằng cái thiền định nó giúp cho mình, à tôi thấy tôi biết, nhưng mà lúc này không phải là lúc nói, thì nó giúp cho mình lắng xuống. Và lần sau mình nói đúng lúc, nói đúng việc, nói đúng nơi, thì tự nhiên nó sẽ giúp cho người đó khai mở, và người đó sẽ nhẹ nhàng, không khởi phiền não. Và khi mình nói bằng tâm từ bi, nói có quán chiếu, thì mọi việc nó sẽ khác. Cho nên gần đây Pháp Hòa hay nhắc cái cách tu tập của Pháp Hòa đó là làm ba việc. Đó là một á, là phải nghe pháp, học kinh để làm gì? Để mở cái hiểu biết của mình. Thứ hai là phải có tụng kinh, phải có ngồi thiền, đó là phải có một thời khóa cho mình để làm gì? Để mình hành trì, để giữ tâm mình trong cái sự tu tập. Thứ ba là phải tạo phước. Cái gì mình có thể làm được mình phải làm. Tại vì người có phước thì mới có đủ thuận duyên học pháp và tu tập. Ví dụ như giờ mình không đủ phước, bệnh hoài thì giờ muốn nghe pháp nghe cũng không nổi, mà muốn làm một chút phước gì cho ai làm cũng không được. Vậy thì cái phước nó cũng rất cần, và đạo Phật chúng ta thường gọi là gì? Phước huệ song tu. Thấy không? Tu phước và tu huệ luôn luôn phải có mặt. Nhưng mà nhờ phước huệ song tu bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta duy trì được cái thời khóa của mình. Cho nhiều vị nói đâu cần phải tu tập gì, miễn mình hiểu pháp, mình nghe pháp. Nhưng mà thưa đại chúng, mình học pháp, nghe pháp mà mình thiếu đi cái sự hành trì thì cái đó nó cũng giống như cuốn sách mà có để trong kệ vậy, không có đem ra thường đọc thì sao? Sách này nó sẽ không có giá trị. Kêu có sách phải mang ra đọc, phải không? Mà đọc rồi mình mới ghi nhớ mình mới thực hiện. Thì khi ai đụng việc gì thì mình có những cái giáo pháp để ứng xử. Cho nên đối với bản thân Pháp Hòa, đó là ba cách Pháp Hòa tu. Và luôn luôn mình cố gắng mình duy trì cái này, ba cái này trong đời sống tu hành của mình. Việc gì mình thấy mình làm được để tạo duyên phước cho ai, mình làm. Và mà mình cũng không có quên cái sự nghiên cứu, học hỏi để mình không có bị quên lãng. Quý vị thấy tuổi mà càng lớn là nó càng quên. Và đó mình nói là chưa nói tuổi tác, mà còn công việc hàng ngày nó cũng chi phối mình. Hồi xưa cái gì mình cũng nhớ, bây giờ mình ngược lại cái gì cũng quên. Thật ra mình phải biết rằng cái vô thường nó biến đổi. Mà mình đi thiếu đi sự tu tập, hành trì thì nó còn quên cỡ nào. Mà thiếu đi sự duy trì, sự nghiên cứu của mình nữa thì nó lại càng thiếu nữa. Cho nên Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là tượng trưng cho người trí luôn luôn tìm tòi, học hỏi và giải đáp. Còn Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho sự thực hành. Cho nên thường thường ta thờ Bồ Tát, ta thờ hai vị hai bên. Hễ Văn Thù thì phải có Phổ Hiền, hễ Quan Âm thì phải Thế Chí. Thấy không? Vì Văn Thù là trí mà đạo, Phổ Hiền là hạnh nguyện. Việc làm và trí tuệ mình nó phải đi đôi. Và Bồ Tát Văn Thù là một vị mà thường được nhắc nhở nhiều ở trong kinh. Và thậm chí Ngài là người khơi sáng những câu hỏi, hoặc là Ngài giải đáp những câu hỏi của những người thắc mắc.
Thậm chí người ta đến hỏi Phật, Phật nói Ngài Văn Thù Sư Lợi, thế cho tôi nói đi. Tại vì Phật biết Ngài Văn Thù Sư Lợi đủ khả năng để nói. Và thường ở trong kinh còn nói câu Văn Thù Sư Lợi là mẹ của ba đời chư Phật. Tại sao nói như vậy? Vì lúc này không phải nói bằng hình tướng, vì Văn Thù Sư Lợi là nói về cái đạo lý thâm sâu là gì? Trí tuệ làm cha mẹ của ba đời chư Phật. Bởi vì chư Phật nào muốn tu mà không có trí làm sao biết cái nào chánh, cái nào sai mà mình tu được. Cho nên cái câu mà Văn Thù Sư Lợi là mẹ của ba đời chư Phật là cái lấy cái ý, lấy cái lý mà nói, chứ không phải lấy cái tướng mà nói. Làm sao Văn Thù Sư Lợi mà sanh ra ba đời chư Phật? Thì mình phải hiểu rằng đây là cái trí tuệ. Người ba đời chư Phật tu hành không thể nào mà không vận dụng trí tuệ. Cũng giống như Kinh Địa Tạng nói, mười phương chư Phật, ba đời chư Phật đồng tin tưởng. Nhớ không? Ở trong cái bài tựa của Kinh Địa Tạng đó, tại sao mà chư Phật ba đời và mười phương Bồ Tát đều phải quy hướng về Ngài Địa Tạng? Đó. Người trời bạch Phật, nhân gì thế? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Tại sao chỉ có một Bồ Tát Địa Tạng thôi mà phải ba đời chư Phật và mười phương Bồ Tát làm những việc như thế? Thì chúng ta biết rằng người nào muốn tu thì không thể không trở về với tâm. Không trở về với tâm thì làm sao tu? Vì vậy, bởi vì Địa Tạng Bồ Tát là tượng trưng cho tâm. Mà tâm mà hướng đến thiên đường thì tâm sẽ rời địa ngục. Mà tâm mà chư Phật mười phương hay là ba đời chư Phật hay mười phương Bồ Tát muốn tu cũng không thể rời tâm mà tu được. Bởi vì người nào, bây giờ Pháp Hòa nói một cái chuyện nhỏ thôi, cắm một bình hoa này mà không có tâm thôi thì bình hoa nó cũng xấu. Châm một ly trà mà không có tâm, châm ly trà nó cũng không ngon. Cho nên làm việc gì, người ta nói làm việc gì cũng phải có tâm. Nghĩa là gì? Là cái tâm ý của chúng ta, cái tâm thành của chúng ta, cái lòng của chúng ta để vào đó. Thì người tu cũng thế, người tu mà không có tâm tu thì có cái tướng tu mà không có cái tâm tu. Mà tâm tu cũng có rồi, từ từ tướng nó mất. Tại sao? Nó thể hiện trên cái tướng. Cái tướng tùng tâm sanh. Cái tâm mình nó nghĩ gì thì nó hiện lên cái tướng. Ví dụ như cái người đó họ thế phát họ đi tu, nhưng mà vô chùa, ở chùa mà tâm họ không thích tu. Họ rong ruổi đi chơi, đi chợ rồi nói chuyện trên trời dưới biển mà không có chịu ngồi thiền, không chịu tụng kinh, không chịu nghe pháp, không để tâm vào sự tu hành. Thì cái tướng bình thường đã xấu rồi, càng ngày càng xấu hơn là vì cái tâm tu nó thiếu. Cho nên người mình tu á, cái người tu của chúng ta, dù là cư sĩ hay là tu sĩ cũng vậy, hằng ngày mà tâm thiếu từ bi, tâm hay nóng nảy, nó thể hiện lên hết. Nó thể hiện lên hết. Mà thậm chí một câu nói của mình thôi, người ta cũng thể nhận được rằng người này khó chịu lắm à. Nghe giọng tôi biết rồi đó. Có nhiều khi cái người mình ta tin tưởng á, ta gần gũi người đó nói chừng vài ba câu thôi, là người ta thấy người này khó chịu lắm à, mắc mỏ lắm à, bắt bẻ lắm à, nó thấy được. Cho nên tất cả mình trở về được với cái tâm an tịnh của mình. Ví dụ như ngày các vị mà người ta, ví dụ mùa Tết nè, ở chùa là cái nơi mà vui vẻ nhộn nhịp nhất. Bởi vì chùa hội nhập cái văn hóa đón Tết theo cái dân tộc. Cho nên mặc dù cái này nó không nằm trong Phật giáo, nhưng đạo Phật gắn liền với dân tộc. Chúng ta tiếp nhận được tất cả những văn hóa truyền thống, nhất là một cái truyền thống đẹp của người Việt Nam. Mà cái ngày Tết là một trong những ngày lễ lớn nhất của cả dân tộc. Cho nên ngày Tết ai cũng muốn vui vẻ và đi về chùa. Hãy nói tới Tết là chuyện đầu tiên ta thấy đi chùa. Vì chùa có không khí Tết và nó có cái tính chất thiêng liêng, chúng ta hướng về, chúng ta tiếp rước để cầu mong một năm mới này chúng ta được an lành. Đó là cái quan niệm của người Việt. Cho nên chùa nào cũng trang trí để làm sao có một cái không khí thiêng liêng của ngày xuân để mọi người về đó. Vậy thì chúng ta nhộn nhịp như vậy, nhưng mà tâm của các bậc tu hành là tùy thuận chúng sanh mà tổ chức, nhưng mà tâm không có trộn rộn như người thế gian. Cho nên ngày xưa Việt Nam mình có một thiền sư, ngài là người Việt Nam,
Và Ngài nói là một bài thơ để nói lên cái chỗ chứng đắc chỗ đó của Ngài. Thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không, xuân về cảm thấy rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải vườn thiền đón nắng hồng. Hồi tôi còn trẻ, tôi chưa thấu đạt được cái đạo lý sắc không, cho nên tôi vô vui nhộn tùy theo cảnh. Thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không, vui xuân về vui nhộn cả trong lòng. Tức là mình vui nhộn theo cảnh, mà hết xuân cái mình buồn. Như mình thấy hoa nở thì mình vui, mà hoa rơi thì mình buồn. Nhưng mà người hiểu được lý sắc không vô thường rồi, bình thường, không ghét nó, không thương, bình thường. Nhận biết xuân về mình cảm thấy như là hoa bướm rộn trong lòng. Xuân về hoa bướm rộn trong lòng. Bây giờ Chúa xuân, Chúa xuân là gì? Là cái xuân chân thường, xuân tự tại. Vì đối với người tu tập, có lúc nào mình không xuân? Quý vị nhớ cái bài hát đó, trong lòng ta đâu có khi nào mà không xuân. Xuân vắng hay không khi cười, khi cười đùa thay giận dỗi. Xuân vắng hay không khi rạng ngời mắt và môi. Xuân vắng hay không khi không hờn ghen tức tối. Xuân vắng hay không khi biết vui sống trong lòng người. Vậy thì cái mùa xuân, cái mùa xuân đó nó không vắng trong tâm của người tu. Vì tâm của người tu giảm hờn, giảm giận, giảm tức tối ghen tuông, thì lúc nào mùa xuân nó cũng miên viễn. Cho nên trong cái bài thơ Tết năm nay Pháp Hòa gửi đến đại chúng như thế: lặng lẽ giao thừa thắp nén hương, lòng thành gửi trọn khắp mười phương. Kính mong Phật Pháp luôn thường trụ, dẫn dắt nhân sinh rõ lối đường. Mong cầu thông cảm luôn hòa nhịp, mong đó mai vàng rộ hiểu thương. Mong xuân hỷ xả lan khắp chốn, mong ai cũng đón Tết chân thường. Mà Tết chân thường đó chính là cái xuân mà Ngài Thiền Sư này đã khám phá. Thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không, xuân về hoa bướm rộ trong lòng. Chúa xuân, Chúa xuân là xuân vua của các xuân. Cái xuân hạ thu đông đó là xuân của đất trời, xuân của thiên nhiên. Nhưng mà xuân của người tu là xuân, xuân chân thường bất biến. Cho nên đó là cái mùa xuân miên viễn của người tu. Như là Ngài Mãn Giác Thiền Sư cũng nói lên cái ý xuân đó: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa khai. Xem việc đời trước mắt, tóc trên đầu đã phai. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Quý vị đừng có thấy rằng xuân nó đi theo đất trời, hết xuân thì hoa rụng. Đó là cái xuân của đất trời, của thiên nhiên, của thời tiết. Còn cái xuân của người tu là xuân miên viễn. Trong lòng ta đâu có khi nào mà không xuân. Xuân vắng hay không khi không hờn ghen tức tối. Xuân vắng hay không khi biết vui sống trong lòng người. Đó là mùa xuân của chúng ta, của người tu ta. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm tu, chúng ta làm sao giữ được cái tâm đó? Có nhiều vị mới nói: ủa tại sao Đức Phật nói là người nữ chỉ được tu có một lần mà không được tu hơn? Ví dụ như người nữ là không có được xuất gia, rồi ra đời, rồi vô lại, không cho. Nói vậy để làm chi? Tại Phật hiểu được cái tập nghiệp của người nữ. Người nữ dễ phát tâm nhưng mà khó trụ tâm. Thấy gì cũng thích, cũng ao ao vậy, nhưng mà giận là buông cái rột, ngoe ngoẩy đi về dễ dàng lắm. Đang chuẩn bị vậy đó mà không thích cái là dép dép dê. Cái đó không phải là mình nói xấu, nhưng mà đó cái nghiệp chung. Như vậy thì khi Đức Phật nói như vậy là vì thương mình hay ghét mình?
thương, tại biết mình hay vậy phải nói vậy để chi ớn. Bây giờ nếu mà bây giờ một lần mà con cuốn gói là khó chảy vô nha. Con suy nghĩ à, suy nghĩ kỹ à. Cho nên cái đó là cái tâm lý Đức Phật. Ví dụ như bây giờ tại sao nó Đức Phật dặn là các vị nữ là dù 100 tuổi đạo, nhưng mà thấy các thầy tỳ kheo dù mới thọ giới cũng các vị cũng phải cung kính. Tất cả những cái điều Phật nói không ngoài mục đích là vì lòng từ bi, muốn giữ cho người nữ ở cái tâm tu cho tốt. Vì Phật hiểu được cái tâm nghiệp, cái nghiệp lực của phần lớn. Dĩ nhiên là nó tôi đâu phải vậy à, nếu mình không phải vậy là mình trượng phu. Có khi mình thân tướng người nữ nhưng mà tâm mình không phải vậy. Đó là tâm của trượng phu. Cho nên Đức Phật nói trong kinh chuyển nữ thành nam là chỗ đó đó. Quý vị đừng có nghĩ là chuyển nữ thành nam là phải mặc quần jean rồi cắt tóc ngắn rồi sọt tan quần. Không cần. Cái quan trọng là cái tâm. Nếu mà mình vẫn mặc áo dài tha thước nhưng mà tâm mình thảnh thơi rỗng rang lắm, không có chấp trước mấy cái việc đó. Cái việc nhỏ mình bỏ được, đó là tâm của người trượng phu. Nhưng mà ngược lại, người kia rất trượng phu nhưng mà tâm rất nhỏ bé, dễ hờn, dễ giận, dễ phiền trách, mà nhiều khi chuyện qua rồi nói hoài vậy đó. Thì đó không phải là tâm của trượng phu. Cho nên trượng phu không phải là tướng, mà chuyển được cái tâm đó là chuyển nữ thành nam. Chuyển cái tâm nhỏ bé thành cái tâm rộng lớn, chuyển cái tâm dính mắc thành cái tâm rỗng rang, gọi là tu là chuyển. Mà hãy chuyển được cái nghiệp đó thì chuyển được cái tướng mới hồi. Chứ ở đây quan trọng là cái chuyển nghiệp chứ không phải là chuyển tướng. Cho nên mình tu là mình chuyển cái nghiệp của mình. Nghiệp của mình nhiều ít, tôi đâu có nghiệp gì đâu. Nhiều đó thấy cũng thấy rồi đó. Nhiều đó thôi là cũng thấy nghiệp nó cỡ nào rồi đó. Không, không bao giờ mình thấy mình là một loại nghiệp rồi. Có nhiều người dính một cái nghiệp là không bao giờ thấy mình, cho thấy người khác không à, làm thấy ớn. Nhưng mà đâu có ai thấy được cái nghiệp thấy ớn của mình đâu. Quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Cho nên á, cái chỗ tu hành á, trước hết là chúng ta phải có phát tâm. Nhưng mà làm sao chúng ta trụ được cái tâm đó? Trụ được cái tâm mới là cái quan trọng. Trụ cái tâm là gì? Mình giữ được cái tâm đó. Khi mình nói cuộc đời là vô thường đó, ví dụ như hiện tại đây, chúng ta thấy mới có đầu năm thôi mà quá chừng những cái việc nó xảy ra cho thế giới, cho con người. Pháp Hòa nói đùa, nói con chuột năm nay phá dữ. Mà không phải phá tới kinh tế thị trường của những cái tập đoàn lớn, mà phá luôn từng con người của chúng ta. Sáng giờ quên đeo khẩu trang. Thế mà mình mới thấy là thí dụ như trường hợp vậy, thì đây là cơ hội cho chúng ta quán. Ví dụ mình thấy vậy nè, bắt đầu lo tu ráo riết, nhưng mà được mấy hồi, được mấy hồi, chúng ta giữ được cái tâm tu đó mấy chốc. Lúc mà mình sắp đi á, Pháp Hòa đã chứng kiến nhiều rồi. Pháp Hòa đi tới hộ niệm cho nhiều vị sắp mất đó nha, chắp tay mô Phật, mô Phật, hỏi đạo hữu có chấp nhận ra đi chưa, mô Phật, buông xả hết nha, mô Phật. Rồi nghe giảng, rồi mở máy niệm Phật, rồi làm ghê gớm lắm. Cái sau, cái đâu chừng một ngày sau, hai ngày sau, để ống vô thở khỏe khỏe rồi tắt máy niệm Phật đúng không? Em biết mà. Em đi nhiều vụ này em biết. Lúc đầu là thôi niệm đủ thứ, nhưng mà khi mà thấy hơi khỏe khỏe một chút rồi là bắt đầu sao tiếng này nghe ớn quá. Chứ hồi lúc sắp đi là tiếng này cần lắm. Thế nên mình mới thấy. Thật ra cái đó để cho chúng ta thấy được cái tâm của chúng ta.
và cái tập nghiệp của chúng sanh mình, chứ không có gì buồn giận cả. Những cái gì mà ông Hòa nói đó, không có cái tính cách là mình cười chê ai hay là mình trách phiền ai, nhưng nói để chúng ta thấy được hàng ngày chúng ta đã sống như thế nào, chúng ta đã sống như thế nào. Mặc dù chúng ta nói là chúng ta giảm tham, giảm sân, giảm si vậy đó, nhưng mà đúng vô cái việc á, mình mới biết là mình còn tham, còn sân cỡ nào. Và thậm chí mình ở trong những cái nơi gọi là thanh tịnh, chốn chùa chiền rồi, nhưng mà cái đó nó vi tế lắm. Có thể là cái tâm thô đó mình nhờ tu tập mình trừ được, nhưng mà vi tế thì rất khó. Cho nên Ngài đang nhắc nhở chúng ta, Ngài tự Ngài phát nguyện, nhưng mà trong cái lời phát nguyện đó cũng có cái ý nói cho mình: hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Con rất hy vọng con trừ sạch tận cùng những cái lỗi lầm vi tế. Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Sáng nào cũng đọc câu đó: chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu không làm được việc đó, con xin nguyện không vào cái chỗ an tịnh của niết bàn. Thử thủ nê hoàng, nê hoàng là niết bàn. Chung bất ư thử thủ nê hoàng là con không làm được cái việc trừ bỏ cái vi tế hoặc đó, thì con nhất định con không giữ cái ngôi vị niết bàn. Nhưng mà thật sự điều đó đúng thôi. Anh không làm được cái điều đó, niết bàn đâu có đâu mà giữ. Anh không bỏ được cái vi tế đó thì nhất định không có niết bàn. Thì hôm nay trong những lúc mà đọc kinh tạng thì Pháp Hòa tìm được những bài kinh rất hay. Và lần này về chùa Văn Thù, Pháp Hòa xin thỉnh Bồ Tát Văn Thù trong bài kinh này để chia sẻ với đại chúng. Và bài kinh này chúng ta không có đủ thời gian để học trọn bài. Pháp Hòa chỉ trích một đoạn ở trong cái lời vấn của một vị thiên tử với Ngài Văn Thù. Và nãy giờ Pháp Hòa thưa với quý vị vòng vòng vậy là ở cái chỗ mà chúng ta khởi tâm rồi. Bây giờ chúng làm sao chúng ta giữ được cái tâm đó? Pháp Hòa ví dụ, phải bây giờ anh đi chùa tu, dựa vào đâu, từ đâu mà anh phát cái tâm tu này? Tôi thấy cái chết của má tôi, tự nhiên tôi ý thức. Tôi thấy được cái cảnh tai nạn xe cộ giao thông ở tháng rồi ở đường kia, tôi giật mình. Tôi thấy được sự ra đi nhanh nhẩu của người bạn tôi giật mình. Thí dụ vậy đó. Và tôi thấy được cái người kia nghèo, nhưng mà cái tâm họ quá rộng rang, tự tại, tôi phát tâm. Mà có khi tôi thấy một cái người kia rất giàu có, nhưng quá ư là sang tham, keo kiết. Cho nên tôi thấy được mỗi cái tập nghiệp của chúng sanh mà tôi phát tâm. Vậy thì trên cuộc đời này có những khi chúng ta phát tâm tu vì thấy những cảnh hay đẹp của người khác, có đôi lúc chúng ta phát tâm tu vì thấy những cái dở, cái khổ đau, cái phiền não của người khác. Ví dụ như hồi nhỏ Phong Hòa thích đi chùa là vì mình được thấy các thầy quấn y ôm bình bát đi khất thực. Và cái hình ảnh đó nó ở trong đầu mình. Và đi về nhà là cứ lấy cái mền rồi quấn, xong rồi lấy cái miếng dừa khô cầm như cái bình bát vậy. Thậm chí ăn cơm mỗi ngày cũng không ăn cơm trong cái chén, bới cơm vô trong cái miếng dừa rồi quấn cái y, quấn cái mền ngồi trước cửa ăn cơm vậy. Ví dụ mình nói vậy đó, tức là mình thấy cái hình ảnh đẹp, mà thấy các thầy mặc cái áo thông y mà cái tay nó rộng á, thích lắm. Về nhà đâu có cái gì mà nó rộng được ở đó đâu, chỉ trừ cái quần pyjama. Cho nên mỗi ngày mà đi tắm á, trước khi đi tắm là lấy cái tay chọt vô hai cái ống quần rồi cầm phất phơ vậy. Ước gì mình ngày nào mình có được cái áo
tay nó rộng. Trước khi đi tắm là nhất định phải chọt cái tay vô cái ống quần rồi cầm. Thấy người ta thỉnh chuông ở nhà người ta mỗi lần thắp nhang, thích lắm. Lấy cục gạch đó, đi ra ngoài mấy cột đèn đó, gõ vô cái cột đèn cho nó phát ra cái tiếng, để gọi là tiếng chuông. Thấy người ta thắp nhang, lượm mấy cái chân nhang mà người ta bỏ đó, tưởng tượng như đây là cái nhang rồi cúng. Thấy người ta thờ Phật, mình không có Phật, mình xé mấy cái nhang mà nó cái bao cái bó nhang nó có hình Phật, xé cái hình đó ra dán vô trong tường để tượng trưng đây là tượng Phật rồi cúng. Hồi nhỏ là chơi vậy thôi. Thấy người ta làm đám tang, đi móc đất sét về nắng thành những cái quan tài chôn con dế. Rồi thấy người ta đưa đi chôn, mình cũng bỏ nó vô, mình kéo kéo nó lết lết về rồi đem ra công viên chôn. Mình thấy người ta làm những cái việc đó, mình rất là muốn làm, rất là thích làm. Thì có những người ngược lại, người ta thấy cái cảnh khổ của người khác, người ta giật mình, người ta không dám. Ví dụ như cái chị đó, hai chị em thấy chị mình có chồng có con khổ quá, cho nên chị này chị quyết định là chị không lập gia đình, tại vì chị thấy chị của mình khổ quá, có chồng có con rồi đủ thứ chuyện trong cuộc đời, thôi mình ở vậy cho nó khỏe. Ví dụ vậy. Vậy cho nên khi mà chúng ta phát tâm á, là nhất định chúng ta phải có một cái duyên cớ nào đó, cái hình ảnh nào đó để giúp cho mình phát tâm. Nhưng chúng ta giữ được cái tâm đó không? Thì ở đây là cái chỗ mà các ngài muốn nói. Thì đây là bài kinh ở trong kinh Tạng Hán. Bài kinh này có tên là Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn. Vấn là hỏi. Người này thỉnh ngài Văn Thù Sư Lợi và có những câu hỏi với ngài, và ngài trả lời. Mà thật sự họ hỏi Đức Phật, nhưng mà Đức Phật nói thôi, ngài Văn Thù Sư Lợi trả lời giùm. Thì đầu đoạn kinh Pháp Hòa cũng lược bỏ, không có đọc. Đây mình trích một đoạn liên quan tới những câu hỏi giữa hai vị. Thưa đại chúng, khi chúng ta làm việc gì á, nó cũng phải nói đến cái gọi là hành động. Khi mà chúng ta nói một cái việc đó, chúng ta thể hiện. Ví dụ chúng ta nói rằng đạo đức của nhà Phật, giáo lý nhà Phật, đạo đức nhà Phật chỉ gồm gọn trong ba câu: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ai hỏi mình đạo lý nhà Phật gồm những gì, giờ nói tràn gian đại hải quý vị nói không hết, rồi nói gọn ba câu đó. Đạo lý nhà Phật chỉ có nằm trong ba câu đó thôi: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Nhưng mà cái đó nó làm sao, nó bao quát quá. Bây giờ mình thể hiện đi, đừng làm các việc ác, thể hiện ra. Vậy thì căn bản nhất của người Phật tử chúng ta thể hiện đừng làm các việc ác là gì? Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc bê tha. Đó là chúng ta bỏ cái xấu. Mà trong năm giới đó, nó đều đầy đủ tự lợi và lợi tha. Tự lợi là lợi cho ai? Lợi cho mình. Lợi tha là lợi cho người. Ví dụ như không ăn cắp là người ta không mất của là lợi tha. Mà tự lợi là gì? Là mình không vướng vào con đường tội lỗi, biến mình trở thành những người trộm cắp. Cho nên một việc làm của chúng ta nó đều cả hai mặt, tự lợi và lợi tha. Ví dụ mình tụng thời kinh, trước hết lợi cho ai? Lợi cho mình. Kháng kinh giả minh Phật chi lý, tụng một thời kinh là mình hiểu biết. Nhưng mà mình tụng rồi cái mình làm cho cái người ngồi đó, người ta lắng nghe được lời kinh, người âm người dương đều nghe, cuối cùng mình nói âm dương lưỡng lợi, người âm người dương
đều được cái lợi lộc đó, cái lợi lạc đó. Cho nên việc làm gì mà nếu chúng ta để tâm thì lợi cả hai mặt, tự lợi cho mình và lợi cho người. Vậy thì chúng ta nói đừng làm ác thì nó thể hiện ngay, thể hiện bằng cách là chúng ta giữ năm giới. Ví dụ như nó là đừng không uống rượu, hút thuốc. Lợi cho mình là phổi gan mình nó yên ổn. Lợi cho người là vợ con không phiền hà. Và thậm chí những người ngồi gần mình, người ta cũng không bị lây những cái khói, vân vân. Thí dụ như quý vị đi bệnh viện á, thỉnh thoảng mình vô thăm bệnh, cái người ta biểu mình là phải mặc áo vô, đeo khẩu trang vô, mang găng tay vô. Mình nghe mình hết hồn. Mình nói trời, chắc người này bệnh lây dữ lắm đó. Trời, phải cẩn thận cho để họ lây cho mình. Nhưng mà thiệt sự thưa đại chúng, không phải. Mình đeo khẩu trang, mình mang găng tay, mình mặc cáo đó, không phải là mình sợ người bớ định bệnh nó lây cho mình, mà nói đúng hơn là mình lây cho người bệnh. Tại vì người bệnh rất là yếu, lỡ mình có bị cảm, mình có một cái gì đó, mình lây cho họ, họ chịu không nổi. Mình thấy mình đi vô thăm họ, mình đeo kiểu này chắc như người này chắc ghê gớm, bệnh là bệnh này chắc lây lắm. Nhưng mà hỏi kỹ không phải. Tại vì cơ thể người bệnh đó đang rất suy nhược, miễn nhiễm trong người họ rất là yếu, mà mình chỉ cần đang có một cái chút gì trong người, mình vô mình ảnh hưởng đến sức khỏe họ, cho nên mình cần phải bảo hộ. Và trong đó dĩ nhiên chắc ít nhiều cũng phải có cái phần của mình, nhưng mà chỉ cần mang cái khẩu trang đó thì lợi lạc cho cả hai, bảo hộ cho mình và không làm cho người khác bệnh. Thì đây là cái bài kinh ngắn Đức Phật do Ngài Văn Thù Sư Lợi trả lời cho vị thiên tử. Và vị thiên tử này có tên là gì? Nguyệt Tịnh Quang Đức. Nguyệt là mặt trăng, mặt vầng mặt trăng trong sáng gọi là Nguyệt Tịnh. Quang Đức là ánh sáng của cái đức hạnh. Đây là tên của một vị thiên tử. Và vị thiên tử này hỏi, vị thiên tử này đã chứng ngôi bất thối chuyển. Bất thối có ba loại. Bất thối là gì? Theo cái nghĩa thường là không có lui sụp. Thí dụ mình tu là phải tu tới bất thối nha. Bồ Tát á, Phật tử mà đi chùa đó, mới bắt đầu đi chùa gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Ai đi chùa lâu năm rồi không còn lui sụp trên đường tu gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Nhớ không? Phật tử mới đi chùa là Phật tử sơ phát tâm. Còn nếu mình đi chùa lâu ngày, tu hành vững chắc rồi gọi là bất thối Bồ Tát hay là bất thối Phật tử. Còn Phật tử nào mà nghe người ta nói trời tôi giận cái bà hai đó đi, vậy mắc gì bà đi nữa, nghỉ đi. bà đây là Bồ Tát suối biểu. Bồ Tát là Bồ Tát giám đốc. Đốc ta nghỉ tu. Mình nghe người ta nói thôi chị ơi, mình đi chùa rồi thì chị biết rồi, chúng sanh mà nhờ vậy mình mới tu được. Mà mình đây mới ngày hôm qua hôm kia đây Phó Hòa gặp một cô Phật tử, cô buồn một cái vị đó xong rồi giờ cô về cô nghỉ tu. Cô nói thôi cô chán quá, giờ cô không tụng kinh niệm Phật gì nữa hết, chờ bà má buồn biết nhiêu. Hôm bữa Phó Hòa ghé thăm cái thăm bà cụ xong cái nói chuyện với cô, cô cũng nói vậy đó, cô nói giờ con chán, con không muốn, có con nói trời đất. Như vậy là mình lấy cái dở của người ta để tự đẩy lui mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa đi chùa tụng kinh mỗi tối, ngồi gần cái bà đó bà dữ quá, cái ra mình nói ôi trời ơi cái bà đó bà tu bà dữ quá, thôi tôi nghỉ đi tu. Vậy thì mình lấy cái dữ của cái bà đó đó đẩy lui mình. Vậy mình dạy hay mình phải, mình đừng có bao giờ lấy cái pháp bất thiện của người khác đẩy lui mình, mà ngược lại mình phải thấy cái pháp bất thiện đó không phải là cái mà kết quả của người tu. Mình phải tu sao để mình chứng minh cái quả này nó không phải như cái quả này, như vậy mới gọi là bất thối chuyển chứ. Cho nên người mà người ta sơ phát tâm á, người ta rất là cần các vị mà bất thối chuyển. Và đừng bao giờ, quý vị cứ nhớ giùm là đừng bao giờ lấy cái dở của người khác mà tự đẩy lui mình.
Tại sao trong khi đó các bạn đạo mình rất nhiều người dễ thương, mình không không thấu tiếng thôi. Nói trời ơi, tôi thấy cái chị đó chỉ tu càng ngày chứ càng dễ thương, tôi phải ráng tinh tấn giống chị. Ít ai nói câu đó lắm. Đa số là nói sao biết không? Trời ơi, cái bà đó thấy ghét, bữa tôi ghét tôi đâu thèm đi. Hay là thậm chí nó, bữa nay tôi gặp nó không thèm chào tôi, bữa tôi ghét tôi đâu có chào. Có không? Phải chi mình thấy trời ơi, bữa nay nó gặp tôi nó không chào tôi mà tôi vẫn chào nó. Cái đó đó là mình biết rằng cái quả mình nó ngược rồi, mình chuyển được cái nghiệp rồi. Cái nghiệp bình thường của mình là người ta sao mình vậy, người ta làm bậy mình làm theo. Vậy thì mình chứng tỏ cái chuyển nghiệp của mình đi. Chứng tỏ chuyển nghiệp bằng cách là tôi thấy người đó dở mà tôi không dở theo họ. Như vậy mình mới gọi là tu chuyển nghiệp. Rồi mình thấy rõ ràng kết quả mình tu có mặt. Đại chúng có thấy được điều mà nói không? Thành thử đừng bao giờ lấy cái dở của người khác tự đẩy lui mình. Mà ngược lại mình phải thấy cái dở của họ mà mình chuyển được cái. Cái người đó đó thường gặp tôi không bao giờ chào, nhưng tôi lúc nào cũng chào người đó. Còn nếu như mình nói người đó không chào bởi tôi ghét tôi đâu chào lại, vậy thì mình với họ cộng nghiệp. Mình với họ cộng cái nghiệp. Rồi mai mốt bất cứ ở hoàn cảnh nào, quốc độ nào, mình cũng cùng sống chung cái môi trường đó. Toàn là cái môi trường hay quýt, chứ không có môi trường khác. Cho nên mình phải chuyển cái nghiệp của mình đi. Họ như vậy tôi không như vậy. Và để chứng minh, có nhiều vị người ta còn phán cho một câu: đi chùa làm gì, chùa toàn là chỗ thị phi phiền não. Thành tựu tại vì chúng ta thiếu Bồ Tát Bất Thối, mà chúng ta rất nhiều Bồ Tát Đốc Suối. Thành tựu nó biến ra cái chỗ đó. Thật sự ra nếu chỗ đó mà chúng ta tu được thì chỗ đó cũng là đạo tràng, như tinh thần của Ngài Duy Ma Cật ở trong kinh Duy Ma Cật. Trà đình tủ điếm là đạo tràng, thị phi nhân ngã cũng là đạo tràng, tùy theo cái tâm anh nhìn nó. Cái tâm anh nhìn nó làm sao thì nó sẽ chuyển như vậy. Cho nên đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Cái đạo mà để anh thấy được thì đạo đó không phải là đạo bình đạo đạo nữa, mà đạo mà không thể diễn đạt mới gọi là đạo phi thường. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Luận Ngữ nói rồi, Khổng Tử nói rồi. Khổng Tử mà còn nói được câu đó thì huống chi là Phật giáo. Cái đạo mà để chúng ta nói được á, thì đâu phải là đạo nữa. Mà cái đạo mà chúng ta muốn nói nó không hình tướng, nó không là đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì, mà cái đạo là cái đạo lý mà chúng ta thấy được để chúng ta sống. Có nhiều khi anh mang cái hình thức đạo nhưng anh nói điều đó không phù hợp với đạo thì anh cũng chẳng đạo gì cả. Và nếu mà anh đem cái, anh lợi dụng cái hình ảnh đạo đó để anh àn áp người khác cũng không phải luôn. Mà anh làm sao để cho anh thấy rằng mỗi ngày cái đường anh đi trong sáng hơn. Chứ cái đường mình đi làm sao mỗi ngày mình mỗi minh rõ hơn. Phong và ví dụ vậy nè. Quý vị lái xe từ Orange County lên Riverside, lên chùa Văn Thù, và càng đi tới gần là những cái bảng chỉ dẫn về cái chùa Văn Thù nó càng rõ hơn. Mặc dù mình chưa tới chùa Văn Thù nhưng nó cho mình niềm tin là mình on the right way không? Cho mình niềm tin là mình đang đi đúng đường. Mặc dù mình chưa tới chùa Văn Thù nhưng những cái biểu hiện trên đường đi nó đã cho mình biết rằng mình sắp tới. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Nhà Phật gọi là minh tâm. Khi nào tới được cửa chùa Văn Thù là kiến tánh. Anh vô được cửa chùa Văn Thù là thành Phật. Thiền tông ta dùng chữ vậy đó, mình nghe thấy tưởng ghê gớm lắm. Nhưng mà thật sự nó rất đơn giản vô cùng. Mỗi ngày mình tu mình thấy mình có an lạc là mình biết mình on the right way, on the right track. Mà tu làm sao mà không thấy an lạc gì hết, đụng đâu mặn đó, đụng đâu mặn đó, thì mình biết là không có lạc rồi đó. Đây là vị Bồ Tát ở được cái ngôi bất thối chuyển.
Vậy thì Bồ Tát bất thối nó có ba loại: nguyện bất thối, hạnh bất thối, quả vị bất thối. Nguyện bất thối là sao? Cái lời nguyện của mình không thối chuyển. Và khi lời nguyện không thối chuyển thì hành động không thối chuyển. Một khi hành động không thối chuyển thì nhất vị, nhất định quả vị không thối chuyển. Nhớ, nguyện, hạnh, quả vị. Nguyện bất thối, hạnh bất thối và quả vị bất thối. Một vị Bồ Tát mà cái nguyện và cái hạnh của họ không thối chuyển thì làm sao họ rơi vào cái quả khác được? Cái quả của họ nhất định phải là cái quả thành tựu thôi. Pháp Hòa ví dụ như một cái em học sinh, nhất định là học ngành bác sĩ, nguyện và tu và học thì nhất định 10 năm em này nó học dở đi nữa nó cũng kéo dài mười mấy năm, ví dụ vậy, rồi nó cũng thành bác sĩ. Đó là quả vị bất thối, vì ngay bước đầu nguyện và hạnh của em không thôi. Mà thưa đại chúng, cái gì mà chúng ta muốn làm mà nhất là cái phần lợi lạc cho mọi người đó không dễ. Ở đời nó vậy đó, cái việc gì thiện lành mà chúng ta làm không phải dễ. Cho nên người Hoa ta có câu đó, làm người tốt không có dễ. Thì nhiều khi mình tốt quá người ta nghi ngờ lòng tốt của mình. Nhưng mà chuyện bình thường, tại vì trên thế gian này không ai tốt giống mình. Tự nhiên đâu lòi ra có mình thì người ta nghĩ là chuyện thường thôi. Thường thường ta làm gì ta cũng phải có lợi dưỡng cho người ta. Tự nhiên ở đâu có một người là vô vụ lợi thì tự nhiên phải có niềm nghi cho người khác. Đó là chuyện rất bình thường. Pháp Hòa ví dụ như trong kinh kể không, tự nhiên Đức Phật sắp nói kinh cái có 500 vị bồ, 500 người đứng dậy bỏ đi. Rồi đại chúng nghi ngờ ngơ ngác. Nói chuyện bình thường. Thậm chí mà Đức Phật chỉ cầm cái cành hoa sen, Phật cười cái ở dưới này cũng nghi nữa. What's happened? What's going on? Something wrong? Hỏi đủ thứ hết. Rồi khi mà Đức Phật vừa cầm hoa lên, Đức Phật mỉm cười, thì Ngài Ca Diếp cũng mỉm cười với Đức Phật. Đại chúng lại càng nghi nữa. Hai người này có chuyện gì? Và chỉ hai người cười với nhau. Trời ơi, con người mình nếu mà nói tới cái nghi thì không thể tưởng. Không thể tưởng. Thậm chí mình đang nói chuyện như này, mình ngó qua mình thấy cái bà cười đang liếc mình cười khính cái. Chuyện gì đây? May là tôi bắt gặp á. Thậm chí mình còn nói bởi Phật linh ghê khiến tôi quay qua nhìn bả. Tội nghiệp cho ông cụ. Là cái chuyện gì mà mình bắt gặp mà lợi lạc cho mình là Phật độ hết á. Rồi mình mới biết rằng á, chúng sanh mình á, cuối cùng rồi mình tu là mình phải thấy là mình còn tu dễ sợ lắm, chứ không phải là bình thường như mình nói đâu. Mà chỉ cần mình quay lại mình nhìn mà mình thấy trời ơi, mỗi ngày mình sống với li ti tâm niệm đó là mình biết là mình cần phải chuyển hóa đến mức nào. Thế thì tu không có đủ. Tu ngày, tu đêm, tu miệt mài và tu không thấy đủ. Và cái chữ tu ở đây mấy bạn nói là không phải là mình làm cái gì gớm, mà chỉ cần mình cố gắng nhìn lại những tâm niệm đó để chúng ta coi chừng mình chút. Đa số mình nguyệt khiều là coi chừng nhỏ đó nha, coi chừng thằng đó, nhưng mà không ai coi chừng tôi. Chỉ trừ khi nào bực lắm nó coi chừng tôi nghe. Và phải nói rằng tôi coi chừng tôi, không cần ai coi chừng tôi hết. Tại vì chỉ mình mới biết mình. Vị này là người chứng được quả vị bất thối chuyển. Là vị này mới hỏi Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Quý vị biết là Văn Thù Sư Lợi được có biệt hiệu là Pháp Vương Tử ha. Là con của Đấng Pháp Vương. Vì Đức Phật là Đấng Pháp Vương. Và Ngài Văn Thù được mệnh danh là con Đấng Pháp Vương. Cho nên gọi là Pháp Vương Tử. Tử là con. Và con Đấng Pháp Vương là trí tuệ chứ gì nữa. Mình bây giờ
con cái tử kiếm không ra. Vì duyên sự gì các vị Bồ Tát làm hạnh Bồ Tát? Chuyện rất bình thường. Tại sao ông đó ông sống mà ông làm điều đó? Tại sao ông đó mà ông làm cái hạnh đó? Giống như là Vô Tận Ý hỏi Ngài Đức Phật vậy, Bồ Tát Quán Thế Âm có dân duyên gì mà được gọi là Quán Âm, Quán Thế Âm? Nhớ không? Phẩm Phổ Môn đó. Do nhân duyên gì Bồ Tát Quán Thế Âm được gọi là Quán Thế Âm? Cho nên tất cả việc của chúng ta, ví dụ như quý vị thấy, thầy thầy lý do nào thầy đặt chùa này thầy chùa Văn Thù? Thầy thiếu tên, thiếu gì tên thầy không đặt, thầy đặt Văn Thù, chùa Văn Thù. Thiếu gì tên thầy không đặt, thầy đặt cái tên đó. Thành thử ra phải có duyên do. Có nhiều khi các vị ta đặt tên chùa là vì hồi xưa vị đó đi xuất gia ở cái chùa đó. Đó là cái gốc rễ của cái vị trụ trì đó. Cho nên khi họ ra lập chùa, họ muốn kỷ niệm lại cái ngôi chùa đầu tiên trong đời họ khi họ đi tu. Cho các vị mới khi mà ra ngoài lập chùa rồi cũng lấy lại cái tên cũ đó mà đặt cho ngôi chùa mới lập của mình. Bao Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, ông đem câu này hỏi Đức Thế Tôn. Ngài Văn Thù chỉ nói với Ngài Nguyệt Tịnh Vương Tử, ông đem câu đó ông hỏi Đức Thế Tôn. Đức Phật liền bảo Văn Thù, Sư Lợi, ông nên giải đáp về các pháp hành trong câu hỏi của Thiên Tử Nguyệt Tịnh Quang Đức. Ở đây quý vị để ý chữ pháp hành nha. Hỏi những câu hỏi do gì mà Bồ Tát làm những cái hạnh này? Thì câu đáp phải là pháp hành. Bởi vì sao? Bởi vì không phải là pháp học. Ở đây là pháp hành. Phật giáo mình học có hai cách: học pháp hành hay là pháp học. Quý vị ngồi đây, quý vị nghe những gì Pháp Hòa chia sẻ, đó là pháp học thôi. Rồi quý vị lượm những cái gì Pháp Hòa chia sẻ, rồi quý vị về quý vị ứng dụng, cái đó gọi là pháp hành. Vì câu hỏi là do gì Bồ Tát có những cái tâm hạnh như vậy, thì Đức Thế Tôn phải nói rằng ông Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, Đức Phật nói với Ngài Văn Thù, thầy nên nói các pháp hành về câu hỏi đó. Có những câu hỏi người ta hỏi toàn là pháp học, nếu mình khéo mình trả lời pháp hành. Tại sao? Bởi vì cái hành mới là cái quan trọng, cái pháp học không có quan trọng. Pháp Hòa ví dụ ta hỏi vậy nè: thầy ơi, kinh gì tụng linh nhất? Ồ, tụng Pháp Hoa đi, tụng Hoa Nghiêm đi. Mình trả lời theo pháp học đó. Giờ trả lời pháp hành nè: kinh không tham, không sân, không si, đó là kinh hay nhất, đó là kinh cần tụng nhất, và kinh đó linh thiêng nhất. Ta hỏi pháp học nhưng trả lời pháp học. Anh tụng được cái kinh đó đó, anh ngồi anh tụng nguyên cuốn Pháp Hoa, nhưng mà anh gặp người ta anh không cúi đầu. Hỏi tại sao không cúi đầu? Tôi tụng mấy bộ Pháp Hoa rồi, tới bàn tôi không? Câu chuyện đó nó có trong lịch sử mà. Ông thầy Pháp Đạt tới ông gặp Lục Tổ Huệ Năng, ông đi vòng vòng mà ông không cúi đầu chào, rồi mới miễn cưỡng cúi không có sát đất. Tổ nói lễ mà không sát chi bằng đừng lễ. Ông kia ông nói tôi tụng 3.000 kinh Pháp Hoa, 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Tổ mới nói khi mê thì Pháp Hoa độ, khi ngộ độ Pháp Hoa. Khi mình còn mê lầm thì bị kinh nó chuyển mình. Đấy, tôi tụng bao nhiêu bộ đó. Nhưng mà khi anh thấu đáo được đạo lý rồi đấy, thì anh tụng tỷ tỷ bộ, càng tụng phải càng khiêm cung. Anh tụng kiểu này thì anh bị Pháp Hoa độ, còn anh tụng mà tâm anh khiêm cung có thì anh độ được Pháp Hoa. Tổ hỏi ông pháp danh chi? Ông nọ nói con tên là Pháp Đạt. Tổ nói ông là Pháp Đạt mà chưa đạt được Pháp. Quý hiểu được chỗ đó không? Cái đó pháp học với pháp hành nó khác nhau vậy đó. Cho nên cái quan trọng chúng ta là ở cái pháp hành chứ không phải. Nói như vậy không nghĩa là chúng ta bỏ pháp học. Pháp học chúng ta vẫn phải học, nhưng mà làm sao chúng ta
lấy cái pháp học đó nó ứng dụng thì học hành nó tương ưng, thì nhất định cái kết quả nó sẽ tốt hơn. Cũng giống như là mình trong uống ngoài thoa vậy đó. Uống thuốc vẫn phải uống, mà dán cao vẫn phải dán. Trong uống ngoài thoa. Ông nên giải đáp về các pháp hành trong câu hỏi của Thiên tử Nguyệt Tịnh Quang Đức. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo vị thiên tử ấy rằng: ông nên nghe khéo. Đại chúng để câu này nghe cho khéo. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, đôi lúc chúng ta không có khéo nghe. Và chính không khéo nghe cho nên hiểu lầm rất dễ. Chẳng những hiểu lầm mà chúng ta còn làm sai lệch nữa. Cho nên ông nên nghe khéo. Nay tôi sẽ nói. Thiên tử nên biết đạo các Bồ Tát duyên với chúng sanh, lấy lại bi làm gốc. Không có việc gì chúng ta làm trong cuộc sống này mà không có lòng từ bi. Tại vì thiếu từ bi thì việc làm đó chưa trọn. Và có thể nói rằng thiếu từ bi thì việc làm này nó sẽ khó mà bền bỉ lâu dài. Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ mình làm một cái công việc thôi, nấu cơm cho người nghèo ăn. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nấu bằng cái con đường là tìm danh, báo chí người ta đăng, đài người ta tới phỏng vấn, mà sao có một lần nữa nín luôn à, thì không làm nữa. Nếu mình làm là vì mình người nghèo, mình làm thì việc làm này bền bỉ, ai biết mình để đăng báo, để quảng cáo, để giới thiệu, để khuyến tấn mọi người không, chuyện đó mình chưa hề đặt ra. Nếu mà có đi nữa cũng phải nghĩ rằng đó là sự khuyến tấn cho thêm nhiều người chung tay góp sức, chứ không phải để phô trương. Từ khởi niệm là như vậy thì cái gì nó đến đó, hơn nữa chỉ là một cái bonus, là một cái món quà, chứ không phải là cái chủ đích chúng ta tới. Thì chúng ta làm nó khác. Một người mẹ mà nấu cơm cho con ăn á, nấu bằng cả tình thương của một người mẹ. Thậm chí á, ngày hôm qua Pháp Hòa nghe em Phật tử nói, con lúc con ngủ á, mở đèn là con ngủ không được. Nhưng mà bây giờ con có con rồi, mà đứa con nhỏ này của con á, mở tắt đèn nó không ngủ được, nó phải mở đèn sáng. Thế thì thưa đại chúng, giờ anh chàng này làm ba của đứa nhỏ này, ngủ có đèn hay là không đèn? Phải có đèn. Tại vì sao? Vì mình thương con rồi là chịu hết. Sức mấy mà nếu mình ngủ chung với bạn, mình chịu bạn kiểu đó. Chỉ có cha mẹ đối với con thôi. Nghĩa là vì con sao mình cũng chịu hết. Hồi nhỏ mấy chú tiểu ngủ với Pháp Hòa nè, tối nó vô trong tay mình nó nằm vậy đó. Trời ơi, nhiều khi mình tê tay muốn chết mà không dám nhúc nhích. Nhúc nhích là nó thức giấc, nó không ngủ. Nằm mà chịu trận như vậy. Rồi có nhiều khi hai ba đứa nó ngủ hổ lấn, mình muốn lọt giường vậy đó. Mà cứ ráng mà gượng, không dám, không có dám lấn nó vô nữa. Mình làm thầy nó thôi, mình còn thương nó kiểu đó, thì mình biết rằng cha mẹ thương con đến mức nào. Thật ra mình làm, nếu mà mình làm sao mình thương, mình làm việc làm cho ai mà như một người mẹ, một người cha mà làm cho người con của mình đó, thì việc làm đó nó mới bền bỉ và không bao giờ câu nệ. Còn thường mình làm cho ai mà bạn bè đồ bình thường thôi, câu nệ dữ lắm. Và thậm chí mà thấy ba lần bốn lượt mình làm mà như người đó không làm gì cho mình, nó bắt đầu nghĩ rồi đó. Lòng từ bi nó không bền. Cho nên thiên tử nên biết đạo các Bồ Tát duyên với chúng sanh, lấy lại bi làm gốc. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng sanh rất là khổ. Chúng sanh khổ lắm. Bây giờ đại chúng mà ngồi quán chiếu từng mục, không có cái gì chúng sanh mình đụng vô mà không có khổ. Có chồng khổ theo chồng, có vợ khổ theo vợ, một đứa con theo một đứa, khổ theo một đứa con. Một đứa con là thương đáo thương để, rồi tới hồi nó lớn lên nó thương người khác là mình tức đáo tức để. Rồi hồi nhỏ nó nghe mình,
Bây giờ lớn lên nó nghe người ta là mình tức cành hông. Đủ thứ khổ hết. Không có cũng khổ, có rồi cũng khổ, một đứa cũng khổ, nhiều đứa cũng khổ. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, xấu cũng khổ, đẹp cũng khổ, lùn cũng khổ, cái gì cao lấy không tới. Cao cũng khổ, tốn giải quá. Đi đâu cũng phải khom khom. Thí dụ vậy. Cho nên nhìn ngó vô thì hình như tất cả cái gì mà chúng ta đang ở cõi đời này. Nhưng mà nói vậy không có phải là mình than van để mình chán chường, không phải. Mà để mình thấy rằng cái gì chúng ta đụng vô nó đều có những cái khó khăn mà chúng ta phải deal với nó, phải đối diện với nó để mà giải quyết nó. Chứ không phải lấy nói vậy rồi chúng ta bi lụy, chúng ta đắm chìm mình, không phải. Nói cái chuyện mình ăn là chuyện của mình mỗi ngày cũng phải. Tại vì nếu ăn ngon thì phải cực, ăn xè xòa thì không đủ sức. Ví dụ vậy. Cho nên phải có. Thiên tử hỏi Bồ Tát lấy Bồ Tát đại bi làm gốc. Hồi nãy thì Bồ Tát duyên chúng sanh thì phải lấy đại bi làm gốc. Vậy thì bây giờ Bồ Tát đại bi lấy cái gì làm gốc? Lấy cái gì để mà giữ được cái tâm đại bi đó, là khởi tâm từ bi đó? Thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói Bồ Tát đại bi lấy trực tâm làm gốc. À, bây giờ mình nghe chữ trực tâm cái nói tâm thẳng thắn á, ưa nó không ưa, ghét nó ghét. Mới vừa gặp người ta sao ông này xấu vậy? Trời ơi sao mà thẳng thắn vậy? Tôi trực tâm mà. Kinh dạy tôi phải trực tâm mà. Dạ thưa, cái đó là trực tâm của chúng sanh. Bây giờ mình phải trực tâm của Ngài Di Ma Cật nha. Trực tâm của Ngài Di Ma Cật là tâm hiện hữu ngay giây phút này. Pháp Hòa ví dụ, thấy hoa hồng thì nói đây là hoa hồng. Mình phải có cái tâm nhận biết ngay trong giây phút này. Và không, cái người mà thí dụ giờ nói là mình nghĩ quá khứ, mình lo tương lai, đây là tâm gián tiếp. Còn cái trực tâm là tâm hiện tại, tâm trực nhận ngay bây giờ, ở đây. Hôm nay tôi đang ở chùa Văn Thù, thời tiết rất là tốt, trời không nóng, không lạnh, vừa đủ mát. Thí dụ vậy đó. Thì cái trực tâm nghĩa là cái tâm trực nhận, tâm tỉnh thức nhận biết ngay bây giờ, không quá khứ, không tương lai. Cho nên trong kinh Duy Ma Cật hỏi Ngài Văn Thù, Ngài hỏi Ngài Duy Ma Cật, cái chỗ nào là đạo tràng? Trực tâm là đạo tràng. Cái tâm mà nhận biết ngay trong giờ phút này, đó là tâm là đạo tràng. Còn nếu như mà mình nghĩ quá khứ vị lai là tâm mình có cái sự gián tiếp rồi. Bây giờ Pháp Hòa đem một cái ví dụ nhỏ, nó cũng liên quan đến đời sống của chúng ta. Thí dụ như là mình có một đứa con, bây giờ nó 18 tuổi, bắt đầu nó có những cái thay đổi, nó không có giống như là hồi nó 15, 16 tuổi. Thì mình phải có một cái trực tâm là mình biết bây giờ nó nhiêu tuổi chưa. Nó 18 tuổi rồi. Và mình có biết rằng cái cuộc sống hiện tại là cuộc sống rất là máy móc. Cho nên từ cái môi trường, cái tuổi tác, số lượng bạn bè nó tiếp giao, nó thay đổi không giống nó ngày xưa, đó là chuyện bình thường. Mình phải có cái trực tâm nhận biết cái đó để làm chi? Giảm khổ, bớt chấp. Và phải tiếp nhận nó như là để mình kịp thời tìm phương thuốc cho nó. Con không giống như hồi đó nữa. Hồi đó là nào? Hồi con 10 tuổi á, con rất nghe lời mẹ. 10 tuổi với 18 tuổi nó khác lắm. Nhiều khi chỉ một năm thôi là đã thay đổi khủng khiếp rồi, chứ đừng nói là cả mỗi năm.
Mà trong cuộc sống này cũng thế, không phải một đứa nhỏ không, mà bao nhiêu sự việc xung quanh. Quý vị thấy là hiện từ hôm mà Tết tới giờ là thế giới xôn xao về một cái cơn bệnh. Rồi đầu tiên là người ta phát hiện ra, ta nghĩ rằng bệnh này là do những con vật hoang dã. Và bây giờ lại có một cái nghiên cứu khác, một cái tìm tòi khác, và người ta nói rằng do những cái sự nghiên cứu về nó do các cái chỗ mà người ta nghiên cứu rồi nó leak những cái điện tử gì đó. Thành ra mỗi một lúc người ta có một cái nghiên cứu thời lúc đó, bởi vì ngay trong giây phút đó 15 người ngã bệnh tại một cái khu chợ bán những con vật hoang dã, thì người ta phải xác định chuyện đó thôi, ở cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà càng ngày cái bệnh nó càng lây lan, và người ta vẫn tiếp tục nghiên cứu cái sự phát tán bệnh tật này và những cái phương thuốc, thì người ta phải nhận diện ngay trong giây phút này. Thì chúng ta cũng vậy, suốt từ khi chúng ta sống cho đến giờ phút này là chúng ta đã trực diện bao nhiêu những cái biến cố trong cuộc sống con người. Cho nên là trực tâm. Đối với chúng sinh, Bồ Tát lấy tâm bình đẳng làm gốc. Thiên tử lại hỏi, vậy bình đẳng lấy gì làm gốc? Văn Thù Sư Lợi đáp, không có riêng rẽ bởi hành động khác lạ làm gốc. Cái bình đẳng á, là cái tâm gọi là thương tất cả giống nhau, giống như cha mẹ thương con giống nhau. Nhưng có thể người khác nhận mình thương đứa này hơn. Theo kinh nghiệm Pháp Hòa, không phải vậy. Cha mẹ thương con giống như cái đáy biển vậy đó, bằng phẳng vậy đó. Nhưng hễ đứa nào mà nó cần mình giúp đỡ nhiều hơn, thậm chí nó khờ hơn đứa kia, thì mình quan tâm nó nhiều hơn, chứ không phải là mình thương đứa nào nhiều đứa nào ít. Nhưng mà bởi vì tình thương của mình, vì lòng thương của mình biết đứa nào nó khó khăn hơn thì cha mẹ quan tâm nó nhiều hơn, chứ không phải là thương đứa ít đứa nhiều. Đây là mình nói ở cái mặt bình đẳng đó. Quý vị cúng dường có bình đẳng không? Hòa thượng 100, thượng tọa 50, đại đức 20, ví dụ vậy đó. Thật sự cái đó là tùy tâm mình cúng dường. Nhưng ở đây mình nói ví dụ cho cái mình thấy rằng khó, nhưng mà thật sự ra cái điều đó cũng không có gì gọi là sai. Bởi vì mình biết mỗi đối tượng mình cúng. Ví dụ giờ thầy trụ trì, thầy lo nhiều việc hơn, thầy lo bao quát cả cái chùa, mình cúng dường cho chùa, cho thầy nhiều để thầy lo chùa. Còn các thầy chúng thì chỉ có chi phí đời lặt vặt thôi, thì mình cúng ít chút. Đối tượng cúng, chứ không phải là ông này tu ít lắm, thôi cúng ít ít. Ông này tu nhiều, cúng nhiều nhiều. Không phải, cái tâm mình không có vậy. Nhưng mà mình biết được mỗi hoàn cảnh mình cúng. Thậm chí cái chùa ta đang xây cất cúng, chùa nào xây cất xong rồi chỉ duy trì điện nước thì có chuyện khác, ví dụ vậy. Hành động riêng lẻ là gì? Nếu mà chúng ta có tâm bình đẳng là chúng ta không có hành động riêng lẻ, là chúng ta không có những cái thái độ tách rời. Thưa đại chúng, đây là pháp hành nha. Ở đây là chúng ta nói về những cách sống. Thí dụ mình sống trong chùa, tới giờ người ta tụng kinh á, mình đi ngủ. Giờ người ta ăn á, mình đi ra vườn ngồi chơi. Rồi giờ người ta đi tụng kinh, cái mình vô mình lục nồi mình ăn. Rồi mình đi tới giờ đại chúng dọn cơm, mình lướt giờ mình thấy không món nào mình hảo hết, cái giờ tự vô lấy chảo bắt nấu riêng ăn. Không bao giờ trong một ngôi chùa nào mà có chúng ở mà chấp nhận điều đó. Làm như vậy nó loạn chúng. Bây giờ chùa có 10 người, chia ca ra nấu ăn, 2 người nấu 1 ca, 2 người nấu thì 8 người kia ăn. Mà bây giờ bữa nay có 2 người lạng vô bếp, thấy món không hảo, đi vô bếp nấu. Thì đây là tạo ra một chương trình riêng lẻ. Rồi mai mốt người khác cũng có thể nói, tôi không hạp món đó, tôi tự nấu. Thì cái bếp này nó không yên. Cho nên thường chùa người ta muốn cho yên,
không có hai bếp, một cái bếp thôi, tất cả mọi người phải về cái bếp chung đó. Bây giờ mình thấy là trong nhà mình thôi, bây giờ mình có 5 đứa con thôi, tới giờ ăn nó xuống nó ăn chung, nó xuống nó dành 5 cái bếp, là mình thấy này là nó không thành cái nhà nữa rồi. Và mỗi người ăn mỗi kiểu, thí dụ vậy đó. Cho nên mình đi vào trong đó và mỗi người đều ăn chung. Ở trong kinh có kể câu chuyện có một đàn khỉ đang đi vậy đó, thì tự nhiên có mấy cái con cuối á, nó tách đàn. Và khi nó tách đàn thì nó rớt vô một cái hố của một cái ông đó, ông gài bẫy. Thì cái con khỉ này nó rớt vô cái hố đó thì nó bị dính rồi. Nó bị dính rồi nó không biết làm sao thì nó lấy cái tay á, nó đẩy. Thì cái tay một nó bị dính. Nó lấy cái tay thứ hai nó đẩy, hai tay nó dính. Nó lấy cái chân nó đẩy, chân nó dính. Rồi cuối cùng hai tay hai chân nó dính. Cuối cùng nó lấy cái đuôi, nó dùng hết sức mạnh, nó ngoắt cái đuôi nó vô dính luôn. Bây giờ còn cái đầu à, nó chặt chặt kỳ này phải dận công lực. Cuối cùng nghe, lấy cái đầu đẩy vô tông, ai nhờ đầu dính luôn. Hai, bốn cái tay phải không, cái đuôi là năm phải không, cái đầu là sáu. Đức Phật nói chúng sanh mình cũng vậy, mình mà không có đi chung với tăng chúng thì sáu căn sáu trần nó nhiễm như con khỉ bị dính sáu bộ phận trên cơ thể nó vậy. Thí dụ bây giờ một đoàn đi khất thực vậy nè, mình đi chung với chư tăng thì ta cúng dường, và thậm chí có chuyện gì thì đi chung một tập thể. Tôi đã nói rồi đừng có đi đường này, nhà nghèo không à, ghé qua đường này không chịu. Tôi đi đường này rồi, đồ ăn nhiều lắm. Mấy ổng không nghe tôi, để tôi rẽ ngã này cho biết. Rồi ai ngờ đâu, rẽ ngã ngã này cái gặp ma bắt. Rồi bốn người này ma nó có dòm ngó nó, thôi đông lắm làm lợi đâu. Quý vị hiểu ý không? Cái chỗ mà chúng ta ở đây là chúng ta nói đến cái vấn đề đừng có riêng lẻ. Mà cái chữ riêng lẻ là gì? Mình làm không có phù hợp, không có hợp. Thì cái người mà không có còn được cái đó thì tự nhiên từ bi, bình đẳng, trực tâm gì nó thiếu. Văn Thù Sư Lợi đáp rằng không riêng lẻ hành động khác lạ lấy gì là... Bây giờ thiên tử hỏi vậy thì không riêng lẻ hành động khác lạ lấy gì làm gốc? Lấy thâm thấy, lấy tâm thâm tịnh. Ngài Văn Thù nói là lấy tâm thâm tịnh. Chữ thâm là sâu, chữ tịnh là lắng. Lấy cái tâm sâu lắng làm gốc. Sâu lắng là tâm gì? Tâm có suy tư, tâm có quán chiếu. Mình làm việc gì mình phải suy nghĩ để không tổn hại. Bồ Tát lấy thâm tâm làm gốc. Văn Thù Sư Lợi đáp: Bồ Tát lấy tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác làm gốc. Thiên tử hỏi vậy tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác lấy gì làm gốc? Vô thượng chánh đẳng chánh giác là gì? Khi mê á, thì là khi mình mê thì mình dính mắt, khi mình ngộ rồi thì mình buông. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, có cái em đó nó chơi với bạn, bạn nó lợi dụng nó không biết, và ai khuyên nó cũng không được. Thì người ngoài ta đứng nói trời ơi sao mà nó dại quá, người ta lợi dụng nó như vậy mà nó vẫn cứ nhào vô. Tại vì sao? Tại vì nó chưa biết, nó chưa phát hiện ra những cái gì mà người đó lợi dụng nó, nó mới gọi là mê. Nhưng mà một khi mà nó phát hiện ra được điều đó rồi á, khỏi cần ai kêu nó cũng tự gì, tự buồn. Vậy thì cái trạng thái đó nó có gì khác đâu, chỉ chẳng qua là giác với mê thôi. Mê thì nó dính, mà giác thì nó tự nó tróc. Mà cái chỗ đó nó có làm gì đặc biệt không? Không hơn, không cao gì hết. Chẳng qua là đổi, nó tỉnh rồi là không có gì hết. Pháp Hòa thưa hôm nào mình lái xe buồn ngủ á, lái mơ mơ mà lỡ một chiếc xe mà mình sắp sửa mình đụng vào chiếc xe đằng trước, mình thắng kịp một cái trời nó tỉnh nguyên buổi luôn. Giờ hết bọn nãy giờ mê là sắp chết phải không? Vậy mà mình thắng kịp cái bút đó, là hoặc là có một chiếc xe nào họ nhào thôi bóp còi một cái mà mình nghĩa là cái tai nạn nó xảy ra trong tích tắc, tỉnh lại liền.
thì đâu có làm gì khác đâu, thì mình thấy rồi giữa cái tỉnh với cái mê. Lấy vô thượng chánh đẳng chánh giác làm gốc. Bồ Tát Văn Thù thiên tử hỏi: vậy vô thượng chánh đẳng chánh giác lấy gì làm gốc? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: cần lấy sáu pháp ba la mật làm gốc. Quý vị biết chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác á, tiếng Phạn gọi là tam miệu tam bồ đề, tiếng Hán dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là cái sự giác ngộ đồng đẳng không có gì hơn. Tiếng mình hay đọc Bát Nhã Tâm Kinh đó, Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì cái chữ Tam Miệu Tam Bồ Đề đó là tiếng Phạn, mà người Trung Hoa dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sáu pháp ba la mật là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đó là sáu pháp để giúp chúng ta vượt qua những cái chúng ta độ cho người qua khổ. Thí dụ giờ người đó đói, chúng ta cho người đó ăn, người đó hết đói rồi, đó là độ. Bố thí, đó là độ ở mặt bố thí. Người đó xích nữa là phạm những cái lỗi lầm, mình giúp cho người đó tỉnh giác đừng phạm những cái lỗi lầm đó, gọi là trì giới. Vậy thì trong đời sống chúng ta, chúng ta có thể thể hiện lục ba la mật này rải rác trong mỗi ngày. Thiên tử hỏi: sáu pháp ba la mật lấy gì làm gốc? Văn Thù đáp: lấy phương tiện làm gốc. Phương tiện là gì? Là những cái phương pháp nào tiện lợi, thích ứng cho mọi hoàn cảnh lúc đó là gọi là phương tiện. Nhưng mà đại chúng nhớ là phương tiện gì phương tiện nó cũng phải có chừng mực của nó nha. Nếu không khéo là chúng ta bị cái phương tiện này nó đưa chúng ta đi rất xa. Pháp Hòa ví dụ như là ở trong Phật Pháp cũng vậy. Có những cái mình phải chừng mực. Có nhiều người người ta mở cửa phương tiện cho sự tu hành, nhưng mà phải có một cái luật lệ căn bản để đừng có vượt pháp. Pháp Hòa ví dụ như giờ cái vị đó xin đi xuất gia mà vẫn còn con nhỏ, thôi vì lòng từ mình cũng cho đi tu đi, cũng mặc đồ tu vậy đó. Vị đó mới lên nói: thầy ơi, giờ con của con nó nhỏ quá mà con vô chùa con tu, rồi đôi lúc con nấu ăn cho đại chúng con cũng cảm thấy con hối hận, là vì con nhỏ nhà mình không lo, mình vô đây mình nấu cho mọi người, thôi thầy cho con về nấu cơm cho mấy đứa nhỏ. Rồi thì mấy đứa nhỏ này nó không ăn chay, cái mình cũng mặc áo tu vậy, mình ra chợ mình mua thịt mua cá gì đó về nấu cho nó ăn. Hỏi sao làm vậy? Phương tiện. Đâu được, vì người ta đâu có biết mình phương tiện. Phải không? Người ta nhìn vô một hình ảnh mà ta thấy rằng một người tu thật sự ra, cái người mà người ta chứng quả đắc đạo rồi thì không có gì trở ngại hết đó. Giống như Hòa Thượng Cua vậy đó, hay là giống như là Ngài Tổ Từ Hiếu vậy đó. Nhưng mà cuộc sống nó không phải như vậy, mình không phải là những người thâm đạt tới chỗ đó. Cho nên mình phương tiện, nhưng mà phải có cái chừng mực nào đó để giữ chúng ta ở trong phạm vi. Ví dụ như cái áo này phương tiện không? Cũng là một phương tiện. Vì cái áo này nó giúp cho mình ở trong cái khuôn khổ của một người tu. Mà hễ mà mình cất cái áo này đi rồi thì đôi khi thôi phương tiện ở xứ Mỹ mà đi chợ đi búa gì đó, là mình cứ mặc áo sơ mi quần jean đi để cho người ta khỏi dòm ngó mình. Thưa đại chúng, ở đây là cái xứ mà bây giờ mình có mặc gì ra đường, ta thích ngó là ta ngó à. Bình thường thôi, bây giờ thậm chí bây giờ ta mình mặc riết cái giờ ta quen mắt rồi ta khỏi ngó nữa. Nhưng mà vẫn giữ được mình làm người tu. Chứ không phải vì cái chuyện đó rồi chúng ta ăn mặc những cái áo mà không phải là của người xuất gia. Cho nên mình không có thể dùng cái chữ phương tiện quá mức. Mà mình phương tiện mà mình phải biết cái chỗ cứu cánh của phương tiện là gì, là để độ. Mà độ không được thì chúng ta bị phương tiện nó dẫn mình đi quá xa. Cho nên nhà Phật có câu là phương tiện với cứu cánh. Thí dụ hôm nay
Ngày thường á, không có cần xài tới cái garage đó, thì chùa kéo xuống là chánh điện nó khoảng nhiêu đây thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đông người, chúng ta chỉ cần dỡ cái cửa này lên thì phương tiện là trở thành nguyên cái đạo tràng. Và biến cái chánh điện nó thành một cái đạo tràng mà có thể ngồi được đông, mà rất linh động. Đấy, cái cứu cánh của chúng ta là có thể ngồi được, còn phương tiện là tùy duyên, không nhất thiết phải xoay lưng về Phật để gọi là mình nói pháp. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, nếu nói cho cùng là hầu như chúng ta đều sử dụng phương tiện. Ví dụ như đi đến đây phải đi xe, xe là một phương tiện. Nhưng mà tới rồi phải đi theo quá trình ta kể, bị chỉ mình đậu ở đâu chứ. Đâu phải đụng đâu đậu đó thì nó thành ra không người không biết, không biết việc. Vậy thì phương tiện lấy gì làm gốc? Các vị lấy không phóng dật làm gốc, rõ ràng như hồi nãy vừa nói vậy đó. Phóng dật là gì? Là buông lung. Phóng dật là buông lung. Anh là phương tiện nhưng anh nhớ không được buông lung. Phong Hòa ví dụ như á, bây giờ là ở trên internet là nhạc quá trời phải không? Vậy thì bây giờ một người xuất gia mà giờ ở trong chùa nghe nhạc ai biết không? Đâu ai biết. Nhưng nếu vị đó không có thúc liễm nhạc, nghe chơi một vài bài cho vui chút xíu vậy thôi, nó không phải là cái chính. Nếu mà quý vị bước vô trong chùa đó mà lúc nào từ ở chánh điện xuống bếp toàn là những cái bản nhạc tình thì quý vị nói ủa sao vậy, mở phương tiện cho ta nghe. Đâu phải. Thật ra là nếu thật ra cuộc sống này có những cái không ai đi theo mình kiểm soát mình được hết á, nhưng mà nếu mình không có cái tâm buông lung thì mọi việc nó sẽ khác. Còn mình có tâm buông lung rồi thì ai kèm kẹp mình cũng được hết. Cho nên hai cái này nó đi nè, phương tiện mà phải nhớ lấy không phóng dật làm gốc, không buông lung làm gốc. Sáng ra đi học, bây giờ phương tiện là phải cho đi học chứ, thôi dốt sao cho đi học có xe. Nhưng nếu cái vị đó mà không biết chừng mực trở về chùa, cứ lợi dụng chuyện đi học 7 giờ sáng mất tích, 12 giờ đêm mới về tới nhà, hỏi đi đâu vậy, đi học. Mà ngày đêm như vậy, thí dụ mà nếu thật sự học thì không nói. Còn nếu mà lợi dụng cái chuyện đi học để mình đi chơi, đi làm những việc gì đó, nó không phải trong phạm vi người xuất gia, thì đây là buông lung. Và cái tâm buông lung này sẽ không giữ mình được lâu. Và thường thưa đại chúng, người mà sống rời với cái đạo, cái oai nghi tế hạnh, thường thường lâu ngày rồi nó mai một. Mặc dù hình tướng người tu vẫn còn, nhưng mà lời nói không phải là lời nói. Âm ba lời nói, chữ nghĩa họ dùng không phải chữ nghĩa của người tu nữa. Dù đi ra ngoài giao tiếp với người đời nhiều quá, ta cầm điếu thuốc lên hút một điếu, trời phê quá, uống ngào cà phê vô đã quá. Lâu ngày cái tự nhiên nhập mấy cái chữ đó. Ông thầy mà vô chùa tu mà ngồi uống trà, uống miếng cà phê, trời cà phê đã quá. Chữ đã đó, nó không có tội lỗi gì, nhưng nó không phải chữ của người tu mình dùng. Cái chữ đó không có tội lỗi gì, nhưng mà người tu không có dùng cái chữ đó được. Người tu không có dùng chữ phê, người tu không có dùng chữ đã, thấy không? Rồi người tu không có dùng quất tô coi. Nó không hề tội lỗi chữ tục văn thề gì trong cái chuyện đó, nhưng nó không phải từ ngữ của người tu. Nhưng nếu chúng ta không thúc liễm mình mà cứ la cà giao kết những cái chữ nghĩa đó, lâu ngày nó thâm. Hồi nãy mình nói thâm tâm á, mà thâm tâm của mình bây giờ không phải là cái tự đó nữa. Thí dụ như ta đụng tới mình, mô Phật, đạo hữu độ cơm chưa? Độ là cái gì thầy? Thôi giờ tôi xài chữ thường nha, đạo hữu ăn cơm chưa? Được rồi. Đạo hữu dùng cơm vậy chưa? Rồi vô đây tôi làm cho ông tô, quất ông tô rồi đi. Hiểu ý không? Thật ra nó không có tội lỗi, nhưng mà cái thâm tâm mình giờ không có cái từ nào khác hơn. Nhiều khi cái từ người đời người dùng mình nghe nó bình thường, đời với đời nói nhau, nhưng mà người tu không có nói được, nghe nó dị lắm.
trời bữa nay có thằng khứa nó vô. Lâu quá không nghe từ này. Thưa đại chúng, đây là cái pháp hành đó. Pháp hành của người tu á. Mà ví dụ mình nói là tu mà còn chấp, dạ thưa không phải. Bọn nhỏ nó nghe nó thấm. Bây giờ mình có đệ tử giống như mình có con ở nhà vậy đó. Mà bây giờ vợ chồng mà giận nhau, mà từ ngữ vừa dùng với nhau mà không cẩn thận là nó vô hết cho đứa con. Tại vì đứa con là một cái very fresh computer. Có cái chị đó, chị đụng gì cũng con quỷ cái. Thì trong đầu nó nghĩ sao? Cái gì dở là con quỷ cái. Hôm đó má nó hứa nó mà về không kịp, nói má con quỷ cái. Nó không hề biết con quỷ cái nghĩa là gì. Nó chỉ hiểu đơn giản là cái gì mà xấu là con quỷ cái. Thì chúng ta cẩn thận khi chúng ta đó. Pháp Hòa thưa là người đời cũng thế, thì trong đạo cũng vậy. Trong đạo cũng vậy thôi. Có những từ ngữ nó không có cái phải là chữ tục chữ thề, nhưng nó không phải là từ của người tu dùng, thì chúng ta không nên dùng. Thì ở chỗ này gọi là gì? Nếu chúng ta không hiểu được cái phương tiện chừng mực, thì chúng ta đi tới cái chỗ gọi là gì? Phóng dật, buông lung. Cho hồi xưa Đức Phật không cho các thầy tỳ kheo đi vào làng mạc khất thực một mình. Không được. Đi vào làng mạc khất thực là phải đi hai người trở lên. Và thậm chí đi thuyết pháp giảng kinh ở những nơi làng mạc vắng vẻ cũng phải đi hai người. Tại sao? Nếu nói về cái phương diện an toàn, lỡ mình bị rắn cắn, bị tai nạn thì cũng có người thứ hai giúp đỡ cho mình. Còn lỡ như người ta cố tình người ta hại mình đi nữa thì mình vô phương. Đó, cái ý là vậy thôi. Vậy không phóng dật lấy gì làm gốc? Nếu không buông lung lấy gì làm gốc? Muốn không buông lung lấy gì làm gốc? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đáp: muốn không buông lung thì phải lấy ba thiện hạnh làm gốc. Ba thiện hạnh là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Thật ra con người mình đó, căn bản phiền não tới 10 lần đó. Nhưng mà gom gọn còn ba thôi: tham, sân, si. Mà cái tham là cái gốc. Mặc dù nói si mê, si mê nó làm cho mình bị tham, nhưng mà nếu mà chúng ta cái gốc tham là cái mà chỗ mà chúng ta tham là muốn, chữ tham nghĩa là muốn. Cái muốn ở đây muốn nói là gì? Muốn không cùng tận, hay là muốn ngoài cái nhu cầu của mình. Cái đây là danh từ duy thức học đó. Ba cái thiện tâm gọi là vô tham, vô sân, vô si. Còn bất thiện tâm là gì? Vô tàm, vô quý, phóng dật, trạo cử, hôn trầm, bất tín. Đó là tâm bất thiện. Phật giáo mình đã có một cái quyển gọi là 100 pháp, gọi là Bách Pháp Minh Môn Luận. 100 pháp nói về tâm. Thì trong đó tâm bất thiện, tâm vương, tâm sở được nói rất rõ. Thí dụ như người làm lỗi mà không biết tàm quý, gọi là vô tàm vô quý, là hai tâm bất thiện. Sống người mà họ người sống mà không có biết tàm quý, phóng dật, giải đãi, hôn trầm, bất tín, tất cả những cái tâm đó là tâm bất thiện. Nó sẽ dẫn mình đi lệch đường, sai hướng. Vậy ba thiện hạnh lấy gì làm gốc? Cần lấy 10 thiện nghiệp làm gốc. Đại chúng nhớ 10 thiện nghiệp không? Thân có 3, miệng có 3, ý có 3. Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng có 4 thứ: không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời dụ dỗ. Ý có 3 thứ là tham, sân, si. Vậy thì người muốn làm cho thân khẩu ý và tham sân si mình đừng khởi thì phải tu 10 cái này, gọi là tu thập thiện. Thập thiện là 10 điều lành. Thí dụ như là thay vì mình sát sanh thì mình làm gì? Phóng sanh.
Thay vì mình trộm cắp thì bố thí, thay vì mình tà hạnh thì chánh hạnh, thay vì mình nói dối thì phải nói thật, thay vì mình đâm thọc thì phải nói lời gọi là hàn gắn hòa giải, thay vì mình nói những lời thô ác thì phải nói lời hiền lành, thay vì mình nói những lời vô ích thì phải nói lời có ích, thay vì mình tham thì mình tu biết đủ, thay vì mình sân thì phải quán từ bi, thay vì mình si thì phải tu trí tuệ quán nhân duyên. Thiên tử lại hỏi: mười thiện nghiệp lấy gì làm gốc? Văn Thù Sư Đợi đáp: cần thu nhiếp sáu căn làm gốc. Sáu căn nãy qua nói đó, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, thu nhiếp. Chữ thu là mình thâu lại, khép lại, nhiếp là nhiếp hóa đó, đừng cho nó đi xa. Giống như mình dẫn con mình đi á, cầm sợi dây vậy đó, đó hình thức thu nhiếp đó, nó tung tăng, nó tưởng là nó tự do, nhưng mà mày không thoát tao đâu. Nằm ở trong tay. Thì cái mà cái chuyện mà mình đi ra đường bình thường mình phải sử dụng chứ, mắt mình phải sử dụng, tai mình phải sử dụng, nhưng mình phải thu nhiếp nó. Hồi xưa có một cái câu chuyện ở trong Tế Điên Hòa Thượng á, thầy kể câu chuyện là cái thầy này, thầy tu thì có cái cô này của vô chùa, cô lễ Phật, sao thầy thích cái hình dáng đẹp của cô. Thì khi mà thấy, bây giờ thấy về thấy tụng Bát Nhã Tâm Kinh không nổi nữa, thấy nhiếp vô thấy tụng là sắc tức thị không, bây giờ nó không quốc nữa, bây giờ sắc là sắc, không có thấy sắc tức là không nữa. Thành thử ra thầy bị loạn tâm. Cũng giống như chú tiểu kia, từ nhỏ tới lớn cũng mắt tai mũi miệng giao tiếp, nhưng mà chưa bao giờ giao tiếp những hình ảnh gì mà nó vượt ngoài. Một hôm thầy dẫn xuống phố ở dưới Orange County, Santana, Westminster gì, đi thấy hết. Này là tiệm vàng nha, đây là tiệm cơm chay nha, này là tiệm nước mía, tiệm bánh mì gì đó. Tới hồi đi ngang gặp cái cô đó: sư phụ này là gì vậy sư phụ? Ông sư phụ nó còn cọp đó con, nó dữ lắm á. Rồi thì thôi cũng đi, thầy cho cũng đi. Vậy mà dẫn tới về tới Riverside, à, vô chùa Văn Thù giờ ngồi thiền hết nổi. Chú bệnh lên bệnh xuống ăn không được. Rồi cuối cùng sư phụ phải vô hỏi: con bệnh gì? Tại sao đi phố về tới giờ là không còn sức lực? Cuối cùng chú mới nói thiệt, chú nói: sư phụ ơi, con nhớ con cọp đó quá. Tức là vẫn là bình thường mắt tai mũi miệng vẫn sử dụng đúng không? Nhưng mà khi có những lúc nó sử dụng là bây giờ nó hết thu nhiếp nổi. Cho nên trong kinh kể mà quý vị nhớ là các cái vị tiên, các vị thần mà hay có mấy cái dây lòng thòng không? Cái đó người ta thường gọi là dây thần thông. Đúng không? Nhưng mà ở đây câu chuyện kể đó, thậm chí ông tiên, quý vị nhớ ông tiên, tiên gì mà dạy Thái tử Siddhartha đó, ông tu đến mức độ á, là mỗi ngày vua dâng cúng cho ông thức ăn mà ông không cần vô cửa, ông không cần vô cửa thành, đúng giờ là ông vận thần thông, ông vô ông ứng phó chay thôi. Thì bữa nọ vua đi vắng, dặn bà hoàng hậu ở nhà: tới giờ này khanh nhớ mang cơm để đây, rồi thầy của trẫm á sẽ dẫn thần thông vô đây để mà thọ trai. Thì khi ông này ông dẫn thần thông vô tới cửa, cái ông bật ngửa, tại vì hoàng hậu đẹp quá. Khi mà vô tới đó rồi thì hoàng hậu thi lễ, thì ông mới lấy cái tay ông đỡ hoàng hậu đó, chạm tay vô hoàng hậu, thì cái mượt mà đó nó làm cho ông động tâm. Ăn cơm xong ra cửa bay không được, giờ mất thần thông. Trời, mới có chạm thôi đó, mới có touching hand thôi đó. Cái này là COVID-20 chứ không phải COVID-19. Thì khi mà như vậy ông dẫn thần thông không được nữa, ông biết ông mất thần thông, ông đã động tâm và không còn dẫn thần thông được. Thật sự cái này á, là mình dễ hiểu thôi. Tại vì thần thông là khi cái tâm mình nó định. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, hôm nào tâm mình định tụng kinh có bị trật không? Không. Mà hễ mà bữa nào tâm mình mà bị lo ra, có tụng trật hoài tụng nó không ra.
Nhất là cái khúc cuối của chú Đại Bi á, mấy cái nam mô ở dưới nó tụng hoài tụng không ra. Rồi cuối cùng tức quá, án tức điệu đô mạng ra ra bạn. Cho ra cho rồi. Nó đơn giản vậy thôi. Tức là khi tâm mình không còn định nữa đó, là tự nhiên những cái kia nó không concentrate được. Ông tức cái mình bắt đầu biết là ông bị rồi. Ông về trong rừng ông ngồi thiền. Bây giờ á, ngày xưa mình là tiên á, là mình nghe tiếng chim nó hót là tiếng chim hót, không có một cái gì trở ngại. Bây giờ ông nghe tiếng chim hót là những lời tỏ tình. Ông nói trời, tao bực mày ghê. Tao tu mà mấy chim này nó cứ tỏ tình với nhau, anh yêu em yêu anh, đủ thứ hết trơn á. Không có em là như bầu trời không có nắng. Rồi ông qua gốc cây kia, nó nói không có em là như búa thiếu kèm. Không chịu nổi, cuối cùng ông bỏ rừng, ông đi xuống suối. Ngồi ngay bờ suối thì ngày xưa tiên mà nhìn cá tung tăng là trời ơi, bây giờ cá nó cũng tỏ tình luôn á. Ông nói chết rồi. Nhưng mà lúc đó cái tâm bực tức và bị vô minh, bực tức và không thấy được. Thề một câu, ta thề ta sẽ làm một con hồ ly biết bay để ăn các loài chim và ăn các loài dưới nước. Cuối cùng ông đọa, đọa làm con phi ly, là con chồn biết bay. Và con chồn biết bay này, thực phẩm của nó chỉ là chim và cá, mà kiếp trước của nó là một ông tiên nhân tu đạo. Thì qua cái câu chuyện đó, bây giờ quý vị đọc văn thị sám, quý vị có biết cái chỗ đó, cái phẩm thứ ba, đọa làm một con phi ly. Ly là hồ ly, nhưng mà con hồ ly này không phải là con hồ ly thường, mà con hồ ly biết bay. Và thức ăn của nó chỉ là chim và cá, mà do cái lời thề độc, lời thề độc khi tức giận. Nhưng mà cái gốc rễ của nó có cái nguyên do vì sao mà tức giận nói cái câu này, rồi nó dẫn tới. Cho nên từ đó mình cũng hiểu, có nhiều người người ta tới những hành động tội ác đó, cũng không phải là tự động một cái đâu. Cho nên những người Mỹ lâu lâu họ cầm súng, họ vô họ bắn người này kia, họ làm những cái hành động cũng phải có nguyên do. Nó áp ấp, nó làm cho họ nhiều ngày đau khổ, trầm cảm, bức bách, chứ không phải là bình thường. Cho nên mình quán thấy được cái cội rễ khổ đau của chúng sanh đó, cho nên mình không có ghét họ được. Mình thấy được vì sao mà họ đi tới những cái hành động như thế, từ lòng từ của mình chan rãi hết. Và mình thấy rằng kẻ tội nhân và kẻ người bố thí đều là những người thương được hết. Người bố thí họ hơn, họ thấy những cảnh lành hơn, hoặc là họ chỉ thấy những cảnh khổ bình thường thôi. Còn cái người mà đi gây tội ác là tội nghiệp cho họ, họ đã gặp quá nhiều cái hoàn cảnh bức bách ép uổng họ để đi tới cái hành động đó. Cho nên Bồ Tát quán thấy như vậy, cho nên người tội và người bình thường họ đều có cái gốc rễ. Ví dụ mình thấy người đó tu từ nhỏ lớn, hên cho họ, họ sống một môi trường từ nhỏ tới lớn được tu. Nhưng mà có những người họ không được như vậy, họ sống trong môi trường là vì nghèo đói, họ phải vươn lên, họ phải dốc láo, họ phải đủ thứ để họ có sự sống, cũng phải thương họ, tại vì cái hoàn cảnh đã đưa họ như vậy. Cho nên ở đây á, làm sao giữ được cái tâm từ bi của chúng ta? Chúng ta có được cái tư duy quán chiếu thâm sâu nhân quả nghiệp báo của mỗi người. Pháp Hòa có cơ hội gặp rất nhiều hoàn cảnh, và nhờ giáo pháp của Phật cho nên giúp cho mình quán chiếu thấy được cái cội nguồn khổ đau của họ. Rồi từ đó mình thương họ mà mình ôm ấp được họ. Văn Thù Sư Lợi đáp: lấy cái gì để mà là thu nhiếp sáu căn, lấy gì làm gốc? Lấy chánh ức niệm. Chữ ức niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Ở đây có ai tụng Hồng Danh Bảo Sám mỗi tháng 2 lần không? Rồi quý vị tụng bản tiếng Hán á, thì quý vị sẽ câu là sau khi đảnh lễ 89 vị Phật rồi đó, thì có câu gì? Như thị thế giới chư Phật Thế Tôn thường trụ tại thế. Phải không?
Đương ức đương từ niệm ngã, đương ức niệm ngã, ngã phục chư Phật Thế Tôn tiền. Xin các ngài hãy thương nghĩ đến con, hãy nhớ con, thương nghĩ đến con. Con đang phủ phục trước các ngài. Ức niệm là gì? Nhớ nghĩ. Ví dụ quý vị nhớ nghĩ về một thời xưa, hồi trẻ mình nói ký gì? Ký ức. Đó là những cái nhớ nghĩ nó còn ghi. Chữ ký là mình ghi lại ở trong lòng mình. Rồi cái khi mình gặp, ví dụ bây giờ ra đường gặp cây phượng, trời bao nhiêu ký ức tôi quay về hồi tôi còn thời học sinh. Vậy thì cái gì chúng ta ghi trong lòng gọi là ức, ức niệm. Vậy thì thôi bây giờ cái gì mà mình ức niệm nhớ tới là khổ thì cái đó không phải là chánh ức niệm, phải không? Chánh ức niệm là phải nhớ tới là hân hoan. Tại vì mình biết mình niệm cũng khá lâu mà không có vui. Thí dụ cái điều đó mình nhớ 20 năm mà mỗi lần nhớ lại là khổ, thì mình biết cái này không phải là chánh ức niệm. Mình chánh ức niệm cái gì mà làm cho mình phấn khởi tiến tu. Ví dụ như hồi nhỏ Pháp Hòa có nhiều cái kỷ niệm hồi ở chùa. Từ khi nhỏ, từ 7 tuổi, 5 tuổi là mình đã có rất nhiều những kỷ niệm đó. Thì nó nuôi mình hoài, nó nuôi mình hoài. Và thậm chí bây giờ có những giây phút mà Pháp Hòa thấu đáo được cái lời kinh đó, cái giây phút đó Hòa không quên nha. Cái giây phút đó mình không quên. Hồi nhỏ đọc kinh Địa Tạng, đọc từ nhỏ cho 7 tuổi mà lên cho tới lớn. Một hôm mà mình đọc kinh Địa Tạng vô, đọc tới đâu mình sáng ý tới đó. Những giây phút sáng ý đó không bao giờ quên. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Pháp Hòa thích sám hối lắm. Luôn luôn mình nghĩ mình nghiệp chướng nặng nề, mình phải sám hối để mình thuận duyên đường tu. Từ hồi làm sa di mà không ai biểu hết á, giờ nào rảnh là đi lại Phật sám hối. Thì Pháp Hòa nhớ con buổi chiều nọ Hòa tụng Lương Hoàng Sám. Trời ơi, tự nhiên mình tụng tới cái phẩm mà giải quan thích kết, Pháp Hòa ngồi Hòa khóc. Khóc quá trời quá đất trong một cái buổi chiều đó, mà cái giây phút mình khóc đó không quên. Tụng kinh Pháp Hoa tụng biết bao nhiêu bộ, vậy mà có một bữa nọ tụng tới cái phẩm thứ ba, tụng tới phẩm thí dụ. Thì Đức Phật nói là những cái cảnh đọa lạc của chúng sanh á, trời ơi, mình ngồi mình khóc quá chừng quá đó, mà mình cảm thấy là mình là những chúng sanh nằm ở trong cái số phận đó. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, những giây phút đó không quên được. Cái đó là ức niệm đó. Ức niệm đó. Và khi mà mình được cạo tóc, ngày đầu tiên mình được phủi tóc, mình bước ra ngoài gió mà cái làn gió nó làm cái da đầu mình nó mát cỡ nào đó. Bây giờ cái mát nó kiếm ra. Bây giờ nó mát quanh năm rồi. Nhưng mà cái lúc mà tóc nó còn trên đầu, mà em bây giờ mỗi lần mà nói tới cái chỗ đó thì trong đầu và nhảy ra cái câu: tóc vừa cạo tơ hồng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương an dưỡng một ngôi sẵn dành. Cứ mỗi lần nhắc tới cái cảnh cạo tóc đó thì trong đầu mình nó đi ra những cái lời kinh đó. Tóc vừa cạo tơ hồng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương an dưỡng một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy vãng sanh xứ Phật. Cho nên quý vị mà thuộc kinh dường nó lợi lắm lắm. Bất cứ giây phút nào chuyện gì trong cuộc sống này, lời kinh nó đi ra. Ức niệm, đừng nhớ mấy kia. Ví dụ như, trời ơi đừng có tưởng nghe, đời này tôi đem theo nó nói tôi cái câu đó ngay gốc cây này nè. Cho nên mỗi lần tôi thấy gốc cây là tôi ứa gan. Thay vì mình ức niệm chi cho nó khổ. Cái đó là mình tự mình làm khổ mình, và mình kết nghiệp với cái người quán kết đó. Cho nên tụng Lương Hoàng Sám, nếu ai muốn giải nghiệp tụng hai phẩm thôi. Nếu không có thời gian tụng hai phẩm thôi, quyển 5 và quyển 6, giải oan thích kết. Nếu nói câu nữa là theo Hòa Thượng Trí Quang dịch cái đổ đó là giải tỏa oán kết. Còn Hòa Thượng Viên Giác ngài dịch là giải oan thích kết. Hai quyển, quyển 5 và quyển 6. Cứ ngày nào cũng tụng vài trang rồi lại Phật trong đó. Để làm gì? Để mọi cái oan trái giữa mình và người được tiêu.
Và những cái oan trái người ta đã kết oan với mình, phải không? Rồi mình hận thù người đó là kết trái, oan trái không hết. Thôi buông đi, buông cái đó đi là oan trái không còn. Vậy thì chánh đức niệm lấy gì làm gốc? Lấy chánh quán làm gốc. Chánh quán là gì? Quán cho kỹ, quán cho rõ. Nó có lợi không? Mình nhớ cái đó hoài có lợi cho ai không? Không. Mình nhắc cái đó hoài vợ chồng có hạnh phúc không? Không. Nhắc chí phải có chánh quán, vì có ức niệm. Cái việc không vui mà vợ chồng mà cứ nhắc nhau hoài cái chuyện đó, mỗi lần nhắc tới là có chuyện, thì nhắc để làm gì? Còn nếu mà nhắc lên để mà cho nhau sách tấn, cho nhau khuyến tấn nhau, thí dụ như cái người đó thập tử nhất sanh chết rồi bây giờ còn tưởng đâu là tiêu rồi, giờ sống lại hung dữ quá, vợ nghe một lần chết rồi đó nghe, ôi thôi thôi tôi lượm lại được cái mạng này rồi tôi phải tu, cái mạng thứ hai tôi lượm lại được là không phải để cái đó. Cho nên mình cái đó gọi là gì biết không? Cái đó gọi là biến dịch sanh tử. Con người mình trước kia chết rồi, bây giờ con người tu tập của mình nó đang có mặt ở đây. Văn Thù Sư Lợi, thiên tử hỏi: vậy thì chánh quán lấy gì làm gốc? Văn Thù Sư Lợi nói: cần giữ kiên niệm không quên làm gốc. Kiên trì giữ niệm. Cho nên thưa đại chúng vậy nè, mình tập quên khổ đau phiền não bằng những bài kinh. Đó là kinh nghiệm của Pháp Hòa đó. Quý vị thuộc những lời kinh mà những cái câu nào mình tâm đắc, không cần thuộc nguyên bài, chọn lọc những câu mình tâm đắc để mà mình nuôi dưỡng mình. Cũng giống như quý vị đi đâu trong giỏ cũng có cục gì bánh tây kẹo đồ để lỡ đường nó xuống á, mình ngậm kẹo cho đường nó lên. Lúc nào mà hạnh phúc mình nó xuống cấp rồi, nhớ ngậm mấy bài pháp đó cho hạnh phúc mình nó tăng lên. Sân si mình bắt đầu nó bốc lửa rồi phải không? Mấy câu kia lên: hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Để làm gì? Để theo Ngài trên bước đường lành. Chúng con khổ nguyền xin cứu khổ, chúng con khổ nguyền xin tự độ. Đôi lúc réo hoài Phật không có mặt, tại Phật busy. Thôi, chúng sanh khổ nguyền xin tự độ. Ngoài kia, ngoài tham, lam, sân, hận ngập trời, chỉ cần phá si mê là trí tuệ tuyệt vời. Con nhớ Đức Di Đà Lạc Quốc. Rồi, cảm ơn chàng pháo tay kết thúc. Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta xin tạm dừng rồi để đại chúng đi dùng trưa. Và con xin niệm ơn thầy trụ trì cùng như quý anh chị trong ban tổ chức đã tạo duyên lành cho chúng con trong buổi sáng hôm nay. Và thưa đại chúng, chúng ta còn lại một buổi trưa để sinh hoạt. Kính mời đại chúng ở lại dùng cơm với chùa, và sau đó thì nghỉ ngơi và có chương trình kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính tri ân cảm nghiệm công đức của Thượng Tọa. Qua pháp thoại của Thượng Tọa, toàn thể Phật tử chúng con xin y giáo lời chỉ dạy của Thượng Tọa mà nương theo đó để hành trình. Những lời pháp của Thượng Tọa sẽ là hành trang giúp cho hàng Phật tử chúng con sắp tấn hơn trên con đường tu tập. Và giờ này chúng con xin kính mời quý nam nữ Phật tử đứng dậy trang nghiêm, cung thỉnh Thượng Tọa hồi quy hậu liêu để chúng con chuẩn bị cho phần tiếp theo của buổi tu học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.